chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin 14 giờ cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ giới thiệu sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách gồm 3 nội dung chính. Phần thứ nhất, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ. Phần thứ hai, Điện Biên Phủ. Phần thứ ba, các bài viết về Điện Biên Phủ. Ngoài ra còn có phần phụ lục, cung cấp một số nhật lệnh, thư, lệnh động viên, mệnh lệnh tiến công, báo cáo, lịch diễn biến những sự kiện chính của chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, những chia sẻ của ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Công Dinh, nguyên sĩ quan Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, người lính Điện Biên năm xưa đã mang bức mật thư của Đại tướng xin ý kiến Bác Hồ chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, đã một lần nữa khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại sẽ mãi mãi cổ vũ nhân dân ta, dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức trên thế giới kiên quyết tiến lên giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn với các thế hệ mai sau. Điện Biên Phủ sẽ sống mãi như niềm tin mà Đại tướng đã gửi gắm. Mới đây, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Bế Hải Triều, Phó Cục trưởng Cục Dân vận làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quân đội tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Tại hội nghị, sau khi nghe và nghiên cứu dự thảo thông tư mới quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở cơ quan đơn vị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và có nhiều ý kiến đóng góp sát thực, chất lượng cho dự thảo. Các ý kiến đều mong muốn thông tư cần phải sát với thực trạng, tình hình tổ chức biên chế của các loại hình cơ quan đơn vị trong toàn quân. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bế Hải Triều đã ghi nhận các ý kiến tham gia thảo luận rất trách nhiệm. Đoàn công tác sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để tham mưu ban hành thông tư mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bộ Y tế đang đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác. Thuốc lá điện tử và các dạng thuốc lá mới gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đe dọa đến thành quả của công cuộc phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có nguy cơ gây bệnh mãn tính giống như thuốc lá thông thường, thậm chí thuốc lá điện tử còn có nhiều tác hại cấp tính với sức khỏe, có thể gây tử vong. Chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá mới. Đáng nói, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở học sinh tăng gấp 3,1 lần. Thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu hóa chất, không phải là từ nguyên liệu lá, thuốc lá điếu thông thường. Thông qua việc phối trộn, người sử dụng có thể tự ý tăng tỷ lệ nicotine quá mức hoặc thêm ma túy và các chất gây nghiện khác để sử dụng. Hết quý 1, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu cả nước. Nhiều ngành hàng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 40-80%, hồi phục về mức đỉnh của năm 2020. Kết quả này ngoài sự hồi phục của thị trường còn có sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng cao của đơn hàng, tích cực tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại, qua đó đưa thành phố Hồ Chí Minh lên vị trí số 1 về xuất khẩu của cả nước ngay trong quý đầu tiên của năm. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu qua cảng thành phố đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, như xuất khẩu dệt may tăng 40%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng hơn 80%, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 41%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra dông, lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.
Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật 14 giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.